Bạch sư cho con hỏi, hồi con học lớp, con sư không biết lớp 9 hay lớp lớp 3, không biết. Con phát hiện việc có khả năng làm cho cái đài bị nhiễu sóng. Con đi lại gần thì cái đài phát ra âm thanh rè rè. Còn khi bước ra thì cái đài hoạt động bình thường, những người khác đứng xung quanh cái đài thì không có hiện tượng này. Buổi sáng tầm 5 giờ sáng con đi tập thể dục, thấy một số bóng đèn đường bị tắt khi con đi ngang qua và tự động sáng lại khi con đi ra xa. Điều này con cũng kiểm tra bằng cách cố tình đi lại gần bóng đèn đường và bước ra vài lần thì một số bóng đèn đường cũng tự động sáng và tắt vài lần. Tới năm con học lớp 10 thì khả năng trên mất hẳn. Sư cho con hỏi đây có phải là tàn dư của thần thông còn sót lại từ kiếp những kiếp trước không? Cũng nói chung thời này thì cũng không cần lắm, giờ có bóng đèn cảm ứng ấy, mình tới thì nó sáng, mình đi thì nó tắt. Thì nó không quan trọng nữa, thực sự nó không quan trọng. Tại sao? Tại vì tất cả chúng ta đó đều từng làm vua trời Đế Thích, từng làm chuyển luân thánh vương, từng là vua của một quốc độ. Quý vị biết là trong dòng luân hồi của chúng ta từng làm tổng thống của những đất nước nó còn bự hơn quân Mỹ không? Quý vị biết là chúng ta còn từng sở hữu những đất đai nó còn rộng lớn hơn Nga và Trung Quốc cộng lại, có hết đấy. Và chúng ta cũng từng làm ăn mày, từng làm du đảng, từng làm kỹ nữ, từng làm con trùng, con dế, từng chui xuống địa ngục, làm hết rồi. Nó đều từng là quá khứ. Cái gọi là quá khứ là cái gì? Là cái đã qua. Cái đã qua rồi nó là quá khứ rồi. Mình ngồi mình hồi tưởng lại nó có tác dụng gì hay không? Nó không có tác dụng. Cho nên Đức Thế Tôn nói trong kinh Nhất Dạ Hiền Giả là gì? Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây. Quá khứ là cái đã qua rồi, nó xong hết rồi, không làm gì được với nó nữa cả. Cho nên hồi xưa mà sư nói quý vị, nói là hồi quý vị 7 tuổi mà quý vị đi trên hư không thì, mà bây giờ nó hết rồi thì cũng vậy à, đã xong rồi. Cũng giống như sư nhớ là có một câu chuyện là có một vị tỷ kheo á, đi khất thực thì gặp một cái anh rất là nghèo, đen thui. Thì vị tỷ kheo, thì vị đó, cái anh đen thui đó đó, ảnh đảnh lễ vị này. Thì vị này thấy vừa đen mà vừa nghèo thì ngại. Thì cái người đó đó mới nói là: thưa đại đức, đại đức chắc bây giờ đại đức không nhận ra con đâu, mà con năm xưa con khi con xuất gia con rất là nổi tiếng ở cái vùng này. Tại vì á, con khi xưa khi con xuất gia con từng là một vị tỷ kheo có năng lực thần thông, con có thể ngồi giữa hư không thuyết pháp, tay của con có thể một tay xoa lấy mặt trời, một tay xoa lấy mặt trăng. Nhưng mà do phiền não, do các dục cho nên con từ bỏ đời sống xuất gia, và bây giờ con như thế này đây. Cho nên đại đức hãy tinh tấn. Có nghĩa là cái quá khứ mình từng huy hoàng tới cỡ nào nó cũng từng là quá khứ rồi. Con người hiện tại của mình như thế nào đó mới là quan trọng.